Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lời cảnh báo đanh thép, Tổng thống Putin và cơn thịnh nộ từ biên giới. Ukraine có thể đảo ngược tình thế nếu dùng vũ khí của Mỹ tấn công Nga. Hé lộ vũ khí Ukraine có thể sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Ông Putin đặc biệt lưu ý các quốc gia châu Âu nhỏ bé và đông dân cư nên suy nghĩ kỹ về những gì họ đang làm trước khi đề cập đến việc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Theo China News ngày 30 tháng 5 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Donbass và những lời kêu gọi ngày càng gia tăng từ Ukraine về việc được phép tấn công vào chính nước Nga. Mối lo ngại của ông Putin bắt nguồn từ những phát ngôn gần đây của một số nhà lãnh đạo phương Tây. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng tuyên bố Kiev có quyền tấn công các căn cứ quân sự Nga phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Đồng quan điểm, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đề xuất cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tăng cường tấn công vào lãnh thổ Nga. Trước những động thái trên, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh rằng hình thức leo thang liên tục này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trong một cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 28 tháng 5, nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow đang theo dõi sát sao những phát ngôn liên quan đến việc tấn công lãnh thổ Nga. Ông Putin đặc biệt lưu ý các quốc gia châu Âu nhỏ bé và đông dân cư nên suy nghĩ kỹ về những gì họ đang làm trước khi đề cập đến việc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Nếu Ukraine thực hiện các cuộc tấn công như vậy, các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí sẽ phải chịu trách nhiệm. Kể từ ngày 10 tháng 5, quân đội Nga đã mở lại mặt trận Kharkov với mục tiêu thiết lập vùng đệm nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào các khu vực như Belgorod của Nga. Trong khi đó, Ukraine đang kêu gọi phương Tây nhanh chóng dỡ bỏ các hạn chế và cho phép họ sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào chính nước Nga. Chuyên gia phương Tây cho rằng, việc Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công tầm gần vào lãnh thổ Nga có thể giúp Kiev phòng vệ tốt hơn, nhưng khó làm xoay chuyển tình thế trên tiền tuyến. Hơn 2 năm kể từ sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, phương Tây đã viện trợ cho Kiev hàng loạt vũ khí hiện đại, bao gồm cả tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, Ukraine cũng phải chịu sự ràng buộc là không được phép bắn vào các vũ khí này vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Sau khi Nga mở chiến dịch tấn công bất ngờ vào Kharkov ở mặt trận Đông Bắc, Mỹ đã quyết định nới lỏng cho Ukraine để có thể phòng vệ trước Nga. Một số quốc gia châu Âu cũng đã dỡ bỏ các lệnh hạn chế, cho phép Ukraine có quyền sử dụng vũ khí viện trợ bắn vào lãnh thổ Nga. Trong vài tuần qua, Ukraine đề nghị được phép sử dụng vũ khí viện trợ để chống lại các đợt tấn công nhằm vào Kharkov, bao gồm cả việc chống lại lực lượng Moscow đang tập trung ở phía biên giới Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hôm 31 tháng 5. Ông Blinken xác nhận Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận đề nghị của Ukraine, nghĩa là Kiev có thể dùng vũ khí do Mỹ cung cấp để phản đòn Nga, tấn công vào các khu vực ở biên giới Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi quyết định này là một bước tiến sẽ giúp lực lượng của ông bảo vệ khu vực Kharkov đang bị bao vây. Theo giới quan sát, quyết định của Mỹ đã đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc chiến, nhưng liệu nó có thể tạo ra tác động đủ lớn trên chiến trường hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Một số ý kiến tỏ ra lạc quan với diễn biến này, cho rằng đó là bước tiến của Mỹ sau khi họ tỏ ra thận trọng trong chiến lược trong thời gian qua. Tháng trước, sau khi Nga tấn công Kharkov, chuyên gia Adam Kinzinger và Ben Hoges đã mô tả về hậu quả mà Ukraine phải đối mặt trước lệnh cấm dùng vũ khí của Mỹ. Chúng tôi đã nghe binh sĩ Ukraine liên tục kể về những câu chuyện về các đoàn quân Nga tấn công Kharkov, bị đẩy lui và rút lui trên lãnh thổ Nga an toàn rồi tập hợp lại, ăn một bữa nóng, rồi lại lên kế hoạch và tấn công lại, các chuyên gia mô tả. Binh sĩ Nga tác chiến với mức độ an toàn nhất định vì Ukraine không thể phản kháng do phương Tây không cho họ bắn vũ khí viện trợ vào lãnh thổ Nga. Sự thay đổi trong quan điểm của Mỹ và đồng minh đã giúp Ukraine chủ động hơn trên tiền tuyến. Khó xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng Ukraine không nên nâng cao quá kỳ vọng, một phần vì Mỹ kiên quyết không cho phép Ukraine sử dụng loại vũ khí đáng gờm nhất bắn vào lãnh thổ Nga. Tên lửa tầm xa ATACMS có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 300 km. Thay vào đó, Ukraine chỉ có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn GMLRS có tầm bắn khoảng 70 km.
Katerina Stepanenko, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, nói rằng sự thay đổi chính sách của Mỹ sẽ làm giảm bớt cuộc tấn công của Nga và Kharkov, nhưng Nga vẫn có thể duy trì khu vực an toàn trên lãnh thổ của họ. Chuyên gia này nhận định việc Mỹ mở đường có giới hạn cho Ukraine sẽ không đủ để tạo ra bước ngoặt cho cuộc chiến. Ukraine đặc biệt cần khả năng tấn công sâu vào các khu vực phía sau để loại bỏ các mối đe dọa trên bộ và trên không của Nga, vì nhiều sân bay của Nga hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine đều nằm ngoài phạm vi tấn công của GMLRS, bà nói. Chuyên gia Franz Stephen Gadi tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nói rằng các cuộc tấn công xuyên biên giới bằng GMLRS sẽ cho phép Ukraine tấn công một số khu vực tập trung, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cũng như các kho tiếp tế của Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng các bên cần thực tế trước tác động thực sự của các cuộc tấn công tầm ngắn này, vì Nga đã thích nghi và tìm được cách đánh chặn các hỏa lực tấn công chính xác từ mặt đất của Ukraine. Tác chiến điện tử của Nga đã khiến hàng loạt các loại đạn thông minh như Excalibur, HIMARS, JDAM-AIR mà phương Tây viện trợ cho Ukraine trở nên im hơi lặng tiếng. Matteo Bugello, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu cho biết, Ukraine hiệu quả hơn trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga do Mỹ nới lỏng quy định sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đó sẽ chỉ là tính năng bổ sung giúp Ukraine phòng vệ hiệu quả hơn, không phải là yếu tố có thể thay đổi cuộc chơi. Quan chức Mỹ tiết lộ, Ukraine chỉ được phép sử dụng một số lượng vũ khí hạn chế nhằm mục đích bảo vệ khu vực Kharkov. Một quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông Biden đã chỉ đạo đội ngũ của ông đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở khu vực Kharkov. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng khẳng định Washington không thay đổi chính sách cấm sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS hoặc tấn công tầm xa vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Wall Street Journal dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, Washington sẽ chỉ cho phép Kiev sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường GMLRS, hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và các hệ thống pháo để tập kích lãnh thổ Nga. Nguồn tin nói rằng chính sách mới nhằm cho phép Ukraine phòng thủ tốt hơn trước cuộc tấn công của Nga ở vùng Kharkov, nơi quân đội Kiev đang nhanh chóng mất dần các vùng lãnh thổ trong vài tuần qua. Đồng thời, vì những hạn chế về vũ khí mà Ukraine có thể sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga dường như nằm ngăn chặn nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và Mỹ. Sergei Nikiforov, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, xác nhận với Guardian rằng Washington đã cấp phép cho Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga mà trước đây bị cấm. Chính sách mới sẽ tăng cường đáng kể khả năng của chúng tôi trong việc chống lại các nỗ lực của Nga tấn công qua biên giới, ông Nikiforov nói. Trong cuộc phỏng vấn với Guardian, Tổng thống Zelensky cho biết chính phủ của ông mong đợi những bước đi táo bạo hơn từ Washington. Ông muốn sử dụng các loại vũ khí tầm xa mạnh mẽ của phương Tây như tên lửa ATACMS để tấn công các mục tiêu sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelensky phàn nàn rằng, mặc dù Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố trong tháng này rằng Ukraine có quyền phóng vũ khí của Anh vào lãnh thổ Nga, nhưng London không cho phép 100% hành động như vậy. Nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng London đang chờ Washington bật đèn xanh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản pháo các thông tin về sự thay đổi trong chính sách của Mỹ. Ông cho biết các báo cáo của phương Tây về tình hình ở Kharkov không thể hiện toàn bộ cục diện chiến sự, đồng thời chỉ ra rằng Kiev đã tấn công vùng Belgorod của Nga trong nhiều tháng và phớt lờ cảnh báo rằng Moscow sẽ phải hành động để tạo ra vùng đệm nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công. Ông Putin nói thêm rằng sự leo thang liên tục của cuộc xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hôm 18 tháng 5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể phải mở rộng vùng đệm an ninh ở Ukraine đến biên giới Ba Lan nếu phương Tây tiếp tục chuyển vũ khí tầm xa cho Kiev. Ông nói thêm, Ukraine hiện sở hữu tên lửa Somsadal Skap-Eger do phương Tây cung cấp với tầm bắn ít nhất 550 km, trong khi khoảng cách giữa vùng biên giới Belgorod của Nga và thủ đô Kiev của Ukraine chỉ là 429 km. Do vậy, Nga cần lập một vùng đệm có khoảng cách lớn hơn khoảng cách đó 70-100 km. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!